Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người đế cho vi đạo tràng, mười phương phần bao hào quang sáng ngời, trương bảo tòa thân con anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy. Không biến qua mà giới quá hiện vị lai chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thượng trú tam bảo. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh di lặng tôn phần. Linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Đại Bi Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Hương thơm vừa thấm trên đài, sông lên chư Phật trong ngoài đều nghe. Mây lành mỗi chốn đường che, chúng con ngưỡng vọng ngồi xe những thường. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, thân Phật diệt tội chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha ly bà ly bà đế tỳ lê nê đế ma
Đà ra ni đế ni ha đà đế tỳ lê đề đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha li bà li bà đế cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha đà đế tỳ lê đề đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ha li bà li bà đê cầu ha cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha li bà đê cầu ha đê đà ra ni đê ni ha ra đê tỳ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Con nay nghe biết chuyên trí tụng, nguyện rõ chân như pháp đứng đầu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đại từ đại bi tâm cung kính lạy. Nam mô Quy Y Kim Cang Thượng Sư. Quy Phật, Quy Pháp, Quy con nay phá tâm không vì tư cầu phước báo trời người thân văn duyên nhắc cho đến các vị Bồ Tát quyền thừa phá tâm Bồ Đề nguyện cùng chúng sinh trong pháp giới một thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhân Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết
chánh biện tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn. Nam mô Phổ Quang Phật. Nam mô Phổ Minh Phật. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bản Chiên Đàn Hương Phật. Nam mô Chiên Đàn Quang Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Những Đại Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cư Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Giống Mạnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khúc Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiên Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật.
Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Tài Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hậu Tự Tại Lực Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thường Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam mô Tu Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Hóa Quang Phật. Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.
Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Những Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngô Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Vô Câu Phật. Nam mô Lì Câu Phật. Nam mô Giọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô A Ta Lưu Na Phật. Nam mô Thủy Thiện Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Chiên Đạt
phần. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Thần Thông Phật. Nam mô Tài Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật. Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Phật. Nam mô Châu Trạm Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Vô Bồ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy 89 đức Phật ở khắp thế gian cả đấng Thế Tôn thường trú trong đời này, các ngài sẽ thương nghĩ đến chúng con hoặc đời này hay đời trước của chúng con. Sự sanh tử từ vô thủy đến nay đã tạo căn điều tội lỗi, hoặc tự làm hoặc báo người làm, hoặc thấy làm ác vui theo đối với của chùa tháp của chúng tăng hay của chúng tăng trong bốn phương. Nếu mình lấy hoặc báo người khác lấy, hoặc thấy người trộm lấy, tùy hỷ về tội ngũ vô gián, hoặc mình làm hoặc dạy người khác làm, hoặc thấy người làm vui lòng theo mười nghiệp bất thiện, hoặc mình tạo hoặc báo người khác tạo, hoặc thấy người tạo rồi mình ưa vui theo. Những tội chương đã làm hoặc có
đường a khác chốn biên địa dòng hạ tiện những kẻ miền lệ xa càng chỗ như thế những tội chướng chúng con đã làm hôm nay đều thành tâm cuối xin sám mà giờ đây các đừng phòng thế tôn chừng biết cho chúng con thường nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát chúng con phải bộc bạch như vậy hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm các việc bố thí hoằng giữ đường giới thanh tình nhận đến thì một vóc cơm cho các loài súng sanh hoằng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu chúng sanh căn lành đã có tu hành bồ đề căn lành đã có và trí vô thượng căn lành đã có tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác như các đấng phật đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng chúng con cũng xin hồi hướng như thế các tôi đều sám hồi ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thánh phật nguyện thành trí vô thường chư phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh biển công đức không lường con nay thành kính mười phương thế giới có công mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng mà con nay ba nghiệp viễn dung mà lệ khắp tất cả không trung môn lòng mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa ở trong cõi phận hằng xa đại hội Bồ Tát môn nhà độ sanh vô tận pháp giới tinh anh tin sau Phật pháp thanh danh xuất trần mỗi người tiếng vọng có phần phát ra thánh thoát tâm thần sáng trân tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tầng rất sâu tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhạc ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dâng cung đức thầy Như Lai hương y có một phóng hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dâng cung các vị Thế Tôn con nay mở rộng tâm hồn tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu như
Xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba độc hòa tai nối liền, từ thân miệng ý truyền miên, giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ. Mười phương các loại đồng cư, hữu học vô học tâm tư nhị thừa, Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin. Đèn tuệ thắp sáng cầu xin Bồ Đề thành tự đứng tin, bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyển xe diệu pháp đạo màu đã ban. Chư Phật muốn nhập niên bàn, chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần. Cúng dường lễ tán đa phần, thánh phần trụ thế tâm chân độ đời, tùy hỷ sám hối khắp nơi, chúng sanh phần đạo đồng thời in sâu. Xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới Minh Châu, hiền bài tánh tướng tam bảo tự rày, dung thông hai đế chờ ngày thành công. Phương đứng như nước biển đông, mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao, thân cầu ý nghiệm lao trao, dứt trừ ngạ pháp công lao đức thầy. Tân ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt, xin thay phép màu làm đầu chúng sanh đồ hết, không cầu trả ơn hư không thế giới có trần nghiệp và phiền não đều quên hư không. Bốn pháp như thế dung thông, nguyện nay hồi hương cõi lòng cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Đệ tử kính lại Phật Thích Ca Phật A Di Đà, thầm phượng chư Phật vô lượng Phật pháp, cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp. Nghiệm chướng nặng nề tham dẫn kiếu căng, suy mê lầm lạc Phật biên sự lỗi lầm, mê thành tâm sám hối. Thề tránh điều dữ nguyên làm việc lành, ngứa trong ơn Phật từ bi gia hộ, thân không tật
thân nhiệm màu để mau ra khỏi luân hồi. Minh tâm kiên tánh trí huệ sáng xuống ấy thần thông tự tài đặng cứu độ các bậc tôn trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành phật đạo. Đệ tử vốn tạo các vòng nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng phát sinh ra. Đệ tử thấy đều xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Ma ha ba nhã ba la mật đa tâm kinh thuở đứng quán tự tại Bồ Tát tu hành đà tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tăng ca khô anh này thu tử cái có sẵn tướng nó chẳng cản với cái không, cái không tương cùng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn với thu tướng hành và tướng này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng dìa chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhậm với sao căn là sắc hình hương vị xung pháp trong tánh chân không nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luồng cái vô minh đã hên nhận đến nó chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã hết trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát gọi đủ là Bồ Đề Tăng đóa nương nơi tri bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài.
bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rốn ráo qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật đã đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật đa đây liền nói chú rằng yên đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Bà Ha. Sám hội khó nghĩ lượng vô biên thắng phước đặng tỏ tường khắp nguyện chúng sanh trong pháp giới mau về cõi Phật thắng một đường duyên lành hồi hướng mau giác ngộ văn thù phổ hiền quán âm đồ ba chướng trừ phiền não, nguyện đặng trí tuệ thường tương hảo, nguyện bao tội chướng được sám trừ, kiếm kiếp thường theo ngôi tam bảo, phục nguyện ấy chư Phật chứng minh vạn linh gia hộ hiện tiền đệ tử chúng con tề tự trước Phật đài thành tâm lễ sám hối hồng danh để tiêu trừ các tội lỗi hoặc tiền khiên oan trái hoặc nhiều kiếp oán thân hoặc phạm giới cấm các điều sát hại những mạng chúng sanh thân ba nghiệp tội miệng bốn nghiệp ác và ý ba nghiệp xấu lầm tạo điều quay gây các tội lỗi ngưỡng mong oai thần chư Phật từ lực Bồ Tát Minh Huân gia hộ chúng con tội chướng tiêu trừ căn lành thêm lớn tiếng tu đạo nghiệp phước huệ trang nghiêm khắp nguyện âm siêu dường thái pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo Nam Mô Đệ Tử Cầu Sám